Những câu hỏi này có một mục đích song đôi. Nếu Chư Môn Đệ trả lời những câu hỏi ấy một cách thành thật và rõ ràng, chúng sẽ làm cho Chư Môn Đệ xử sự với mình như một thành viên của nhóm và như vậy sẽ quy định tầm mức đóng góp của mình cho nhu cầu tập thể và cho nhu cầu phụ sự việc của chúng tôi. Nếu Chư Môn Đệ viết ra những câu trả lời cho những câu hỏi ấy và cùng chia sẻ với các bạn đồng môn, việc ấy sẽ giúp cho họ có cơ hội hiểu biết nhau nhiều hơn. Có một động tác bí nhiệm nó đạt tới mức tột đỉnh trong một cuộc điểm đạo lớn thuộc cấp đẳng nào thì Chư Môn Đệ chưa cần biết bây giờ, đó gọi là đưa ra ánh sáng. Một đệ tử được thâu nhận là người đang được chuẩn bị điểm đạo, và đó là một trong những nhiệm vụ của tôi trong lúc này. Bởi vậy tôi phải bắt đầu đặt nền tảng cho việc đưa ra ánh sáng nói trên, có nghĩa là tiết lộ những điều ẩn giấu. Vì thế trong giai đoạn huấn luyện này, qua những câu hỏi trên, tôi đưa đến cho Chư Môn Đệ cái cơ hội thực tập sớm việc tiết lộ đáng sợ đó. Nó sẽ diễn ra về sau này trong một trạng thái tâm thức cao hơn. Tôi và những đấng cao cả hoạt động trên cõi giới siêu linh muốn làm gì với những nhóm này, với một mục tiêu rộng lớn như thế nào. Những nhóm đệ tử này không phải được thành lập như những nhóm rông để thực hiện một mục đích nhất định và rõ rệt. Chúng được tổ chức như những vận hà để phân đôi vài loại thần lực đặc biệt cho thế gian. Những thần lực này sẽ biểu lộ bằng những đường lối rõ rệt đại đoàn trưởng giáo. Đại đoàn trưởng giáo vẫn luôn luôn sử dụng và phân phối thần lực cho thế giới loài người. Tôi đề cập đến những thần lực được dùng đến để thức tỉnh tâm thức con người và việc kết hợp chặt chẽ thế giới huyền linh với cõi giới loài người. Tôi đề cập đến những hoạt động do đó cõi giới loài người có thể trở thành một trạm ánh sáng lớn và một kho sức mạnh tâm linh để phân phối nguồn mãnh lực này cho những loài khác trong thiên nhiên. Lời giải thích trên có một tầm quan trọng thiết yếu. Nó bày tỏ những mục tiêu tiếp cận của chúng tôi và tính chất của địa hạt phụng sự. Trong đó, Chư Môn Đệ có thể hoạt động như một nhóm tập thể chứ không như những cá nhân biệt lập. Chúng tôi đã từng sử dụng những nguồn thần lực này từ nhiều thế kỷ, nhưng loài người chỉ tiếp nhận được ảnh hưởng của nó một cách vô ý thức. Chúng tôi đã phân phối thần lực một cách rộng rãi dồi dào nhưng thỉnh thoảng mới có một vài cá nhân lẻ tẻ. Giải rác đó đây ứng đáp một cách tích cực và có ý thức. Những người ấy trở nên những điểm tựa nhỏ bé để tập trung ánh sáng và sức mạnh tâm linh. Ngày nay chúng tôi thấy đã có thể tập trung ánh sáng và kiến thức một cách nhất định và rõ rệt hơn nhiều, và thành lập những nhóm trên địa cầu, gồm có những cá nhân lẻ loi và biệt lập nhưng biết ứng đáp để có thể ban phát nhiều ánh sáng và kiến thức hơn. Điều này chúng tôi đã quyết định thực hiện bằng hai phương pháp. Một, với sự hợp tác của tất cả các chân sư trong đại đoàn trưởng giáo, hoạt động xuyên qua các đệ tử của các ngài. Hai, với sự hoạt động tập trung đặc biệt của các chân sư Moria, Kut Humi và tôi, người phụng sự và đệ tử của các ngài. Bằng phương pháp thứ nhất, nhóm người phụng sự thế gian được hình thành và những đệ tử đạo sinh trên thế gian, hoạt động trên tất cả các cung và dưới sự dìu dắt, dù nhận biệt được một cách ý thức hay vô thức của các chân sư đã có lời thệ nguyện trợ giúp nhân loại. Như vậy, một kho năng lực vĩ đại và trạm ánh sáng vĩ đại đã được thành lập. Ánh sáng này được ban giải cùng khắp mọi nơi và những vận hà của nó sẽ có khắp nơi trên thế giới, trong mọi xứ và mọi thành phố lớn. Điều này, Chư Môn Đệ đã biết và với ngành này của công việc phụng sự mà tôi đã cam kết thực hiện, Chư Môn Đệ cũng tích cực hợp tác, nhưng cũng có thể tập trung ánh sáng một cách dồi dào hơn nữa vào những đệ tử nhỏ hơn và chọn lựa một cách kỹ càng hơn. Qua những nhóm nhỏ hơn này, sự xuất hiện của vài loại thần lực có thể biểu lộ, vài loại quyền năng có thể khai mở và có thể thực hiện một cuộc thí nghiệm có thể được xem xét và nghiên cứu. Việc tăng gia cường độ ánh sáng và năng lực có thể được chứng minh rõ ràng đến mức làm cho con người nhận biết được ảnh hưởng của những hiện tượng siêu nhiên là di sản của các thế hệ tương lai. Tôi đã tự nguyện hiến mình cho ngành công tác đặc biệt này do thiên cơ chỉ định. Nó sẽ là cái trọng tâm của nền văn minh tương lai và bởi đó những đặc tính mới và những nếp sinh hoạt tân kỳ có thể khai triển dưới những ảnh hưởng lớn lao của thời đại mới. Những điều này vẫn luôn luôn làm cho tôi thích thú và đặc biệt chú trọng. Lẽ tự nhiên tôi đã tìm kiếm trong số những người mà tôi đã từng theo dõi cuộc đời, có khi trong nhiều kiếp. Trong số đó có những người trong hàng ngũ Chư Môn Đệ hiện nay đang cộng tác với tôi. Những nhóm đệ tử này là cái mầm mống của cuộc thí nghiệm lớn. Nếu thành công thì trong chu kỳ thời gian 275 năm tới đây họ sẽ đạt được những kết quả sau. 1. Rút xuống địa cầu vài loại thần lực thiêng liêng mà nhân loại cần dùng nhưng hiện nay vẫn chưa tác động. 2. Phát triển hết 6 loại quyền năng thần thông mà tôi đã diễn tả trên đây,
3. Huấn luyện các thành viên trong nhóm về tính chất liên quan tổng hợp tập thể. Nó vốn là đặc tính của đại đoàn trưởng giáo và như thế chuẩn bị cho họ bước vào cửa điểm đạo. Trong số những nhóm này, sẽ chọn được những đệ tử có thể được đặc biệt chuẩn bị cho việc khai triển tâm thức và có thể giao phó nhiệm vụ tiếp xúc với những khía cạnh của thiên cơ mà từ trước đến nay vẫn chưa được tiết lộ. Khi Chư môn đệ càng xúc tiến công việc này và tìm hiểu ý nghĩa công tác tập thể, thì mỗi lúc lại càng thấy rõ ràng hơn thật sự thiên cơ là gì. Tôi thấy khó giải thích cho Chư môn đệ hiểu rõ mục đích rốt ráo của công tác tập thể này, cũng như khó giải thích bài toán rắc rối cho một đứa trẻ, dù rằng nó thông minh bực nào. Nhưng nếu Chư môn đệ có đủ kiên nhẫn cần thiết, sẵn lòng làm việc một cách vô tư và với tình thương, nếu Chư môn đệ đặt phàm ngã cá nhân lệ thuộc vào đời sống tập thể thì chừng đó sự hiểu biết, sự nhận thức và ánh sáng sẽ tuôn tràn đến và khả năng làm việc cũng sẽ lở rộng. Chừng đó chúng tôi sẽ có những điểm tập trung hay những người cầm đuốc soi đường và những vận hà để có thể phân phối thần lực. Đó là một điều chưa từng có trên một quy mô mà hiện nay chúng tôi đang dự tính. Phần 6. Tôi không muốn lặp lại nhiều lần những huấn thị về con đường đạo của người đệ tử. Chư môn đệ là những người nam và nữ đã trưởng thành và biết rõ đường đi. Việc áp dụng trên thực tế những quy luật cổ là trách nhiệm cá nhân của mỗi người. Mỗi người đều có tự do hành động tùy ý muốn. Chư môn đệ đã đạt tới mức độ già dặn của tâm hồn và phải sẵn sàng bước thêm một bước nữa. Đó là khi chư môn đệ đã chuyển biến những kiến thức và lý thuyết trở thành minh triết và thực hành. Người đệ tử chỉ làm được những việc hữu hiệu nhất trong tinh thần vô dục thật sự. Y nhận định rằng do bởi tinh thần vô dục đó, suốt đời y chỉ là một người phụng sự, một phần tử trong hàng ngũ hùng hậu của đoàn người phụng sự thiên cơ, tuyệt nhiên không có khuynh hướng, mục tiêu hay ước vọng riêng tư thuộc về phàm ngã cá biệt. Đối với y không có gì khác hơn là làm công quả thường xuyên và kết hợp thường xuyên với những người khác. Y có thể là một người bẩm chất cô độc thích sống một nếp sống cô đơn, nhưng điều ấy không quan hệ gì. Ấy là cái giá mà y phải trả cho cái cơ hội đáp ứng với nhu cầu của thời đại. Cái động cơ thúc đẩy sự tiến hóa này đang vận chuyển mạnh và mục tiêu của nó là ngăn chặn cái khuynh hướng phân ly cách biệt là cái nhược điểm của các dân tộc và quốc gia trong thời buổi hiện tại. Bởi đó mới có những nhóm đệ tử hoạt động này, tiêu biểu cho việc làm công tác tập thể, đoàn kết tập thể và không còn phân rẽ, chia ly. Một số ít, tương đối rất ít, đệ tử và người có trực giác trên thế gian ngày nay đang sát cánh với nhau trong một hoạt động song phương. Một mặt cảm nhận và giao tiếp một cách đúng đắn hơn với thiên cơ huyền diệu, mặt khác, thuyết giảng một cách rõ ràng hơn và chọn lọc một cách đúng đắn và khôn khéo hơn những danh từ chính xác, nói và viết để phô diễn chân lý. Sự trình bày những chân lý đã cảm nhận được, chừng đó sẽ làm cho những người biết suy nghĩ ngăn chặn khuynh hướng tư tưởng hiện tại của họ và hợp tác một cách đầy đủ hơn và dễ hơn trong việc soi đường giác ngộ cho thế gian. Tôi dùng chữ giác ngộ trên nghĩa huyền môn. Tầm mức đầy đủ trọn vẹn của việc làm của người đệ tử tùy nơi khả năng tâm linh của y biết. Sống mỗi ngày trên mức độ chân ngã hay linh hồn, tức là với thái độ vô úy, lòng không sợ sệt, vô ngã, không chấp nhân có cái ta ích kỷ, cách biết với người, và vô dụng, tức là không bị vọng động bởi những cảm xúc của thể tình cảm là thể của dục vọng. Đối với người đệ tử, muốn cho công việc phụng sự được hữu hiệu, thì điều kiện là phải làm sao cho thể tình cảm được yên tĩnh, vắng lặng, nhạy cảm đối với những ấn tượng của chân ngã và của chân sư, phản ảnh những nhãn quang tâm linh một cách rõ ràng đến mức tối đa. Nên nhớ rằng khi người đệ tử hoàn toàn bận rộn với một đời sống phụng sự trên tất cả ba cõi, tam giới, thì không có gì phải nhắc nhở y về điểm này. Nhưng điều này cũng sẽ hữu ích. Trong cuộc sống nhọc nhằn bận rộn hàng ngày, người đệ tử giữ gìn sự toàn vẹn cá tính và sự kết hợp chặt chẽ của tất cả những phần trong cơ cấu của mình. Trong sự hoạt động giao diết của một thể này hay thể khác và trên một cõi giới này hay cõi giới khác, tạm thời cái trọng tâm có thể đặt quá nặng trên chiều hướng nào đó đến nỗi y có thể quên mất đi trong một lúc cái quan niệm tổng hợp của nhóm và của thiên cơ. Trên phương diện thể chất, y làm việc dưới một áp lực quá lớn. Trên phương diện cảm xúc, y có thể đang học bài khó khăn của đức tính vô dục và bởi đó tạm thời có sự xung đột và phản ứng tâm lý. Nhưng trên phương diện trí tuệ, y ý thức được một ý thức sáng suốt và một khả năng suy luận, nó làm cho y luôn luôn hoạt động một cách xây dựng. Bởi đó, người đệ tử thường hay gặp phải tình trạng này, thể xác mệt mỏi quá độ, cảm xúc bị phản ứng tán loạn và trí óc minh mẫn, sáng suốt. Y sẽ xử sự bằng cách nào?
sự mệt mỏi thể chất không nhất thiết phải làm giảm bớt khả năng hoạt động của y. Đối với nhiều người, tình trạng thể chất làm ngăn trở công việc bởi vì tập trung sự chú ý vào trạng thái đau đớn hay mệt mỏi của thể xác. Trái lại, người đệ tử thường có một khả năng lạ lùng là có thể tiếp tục công việc, bất luận việc gì xảy đến cho thể xác. Bộ óc vật chất có thể phản ảnh đời sống tinh thần đến mức làm cho y không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh. Người đệ tử tập sống với những khuyết điểm về thể chất dưới những hoàn cảnh trái nghịch, mà công việc của y vẫn được duy trì ở một mức độ cao như thường lệ. Vấn đề xúc cảm có thể là khó khăn, nhưng chỉ có người đệ tử mới tự mình giải quyết được mối thương cảm riêng tư và chấm dứt cơn bão tố trong nội tâm của mình. Y phải nhìn nhận rằng sự kết hợp tâm linh còn yếu vì y làm việc trong hai giai đoạn. Thể chất và xúc cảm, trí tuệ và linh hồn, khi thì y ở trong giai đoạn này, khi ở giai đoạn kia, và thường rất hay nghiêng hẳn về một bên dù ở giai đoạn nào. Tính chất lưỡng nguyên đó phải được kết hợp lại chặt chẽ, và đó là điều mà y phải chú trọng trong khi y cố gắng thiết lập, giữ gìn sự tổng hợp cần thiết và sự hợp nhất phàm ngã với linh hồn. Các đệ tử nên biết rằng thái độ gây nên một phản ứng bất cần và một hình thức thản nhiên là một trong những phương pháp mau chóng nhất để giải tỏa chân ngã ra khỏi ảnh hưởng của phàm ngã. Đây không phải là cái thái độ bất cần, nó ảnh hưởng đến cách xử sự của người đệ tử đối với kẻ khác. Đó là thái độ suy tư của người đệ tử đối với thể tình cảm của y. Nó làm cho y nghĩ rằng không một điều gì gây một phản ứng đau đớn khốn khổ nào trong thể tình cảm là đáng kể. Những phản ứng đó chỉ là những gì mà người ta nhận biết, kinh nghiệm và chịu đựng, chứ không phải vì chúng mà dao động tinh thần. Chư môn đệ hãy suy nghĩ về những gì tôi vừa nói. Toàn thể vấn đề này căn cứ trên một sự tin tưởng vững chắc nơi một thực tại trường tồn, bất diệt ở bên trong những hình thức của linh hồn phàm ngã. Sự nhận thức tâm linh nội tại này càng tăng dần với sự phát triển quyền năng do công phu thiền định, dù thực hiện lẻ loi hay tập thể. Thiền định là điều cần thiết để tạo nên một sự tác động tâm linh tự do phóng khoáng hơn, dù là như một linh hồn đối với phàm ngã hay như một nhóm đệ tử đối với chân sư, hay trong sự liên hệ giữa các đệ tử với nhau. Chư môn đệ có thể hỏi, tại sao sự tác động tâm linh bén nhạy giữa các đệ tử trong một nhóm của chân sư được coi như cần thiết? Cuộc đời há không đủ phiền phức hay chăng? Chưa nói đến việc biết quá rõ về những hoàn cảnh, cá tính và giao cảm tâm linh với những người bạn đồng môn của mình. Tôi muốn nhắc lại rằng trên cương vị đệ tử, chư môn đệ đang chuẩn bị điểm đạo và trạng thái tâm thức này cần có 3 điều sau đây. 1. Tăng gia khả năng nhận thức và nhạy cảm đối với mọi kinh nghiệm và mọi hình thức sinh hoạt. 2. Khả năng làm cho kẻ khác những gì tôi đã làm cho chư môn đệ, trên một quy mô nhỏ hơn trong hiện tại và về sau trong những kiếp khác nữa như tôi đang làm hiện nay. 3. Can đảm và sức mạnh để biết tất cả, nhận định tất cả và thương yêu với một sự sáng suốt khôn ngoan và thành thật không rời đổi. Điều này chắc chắn chư môn đệ phải thấy rõ. Trong công tác tập thể mà hiện nay các đệ tử được kêu gọi tham gia, mỗi người đều có cơ hội phát triển tất cả những đức tính cần thiết để được điểm đạo trong một thời gian không xa lắm. Theo ý niệm thời gian của chúng tôi trên khía cạnh ẩn vi nội tại, giáo lý huyền môn vẫn luôn luôn dạy rằng người đệ tử hay đạo đồ phải hòa mình với hoàn cảnh, cà rút những bài học tâm linh do những điều kiện thân thế và hoàn cảnh bên ngoài mà cuộc đời trần gian đặt để y vào trong kiếp hiện tại. Đó là một trong những điều sơ đẳng trên đường đạo. Tuy nhiên, đối với người đệ tử và đạo sinh sơ cơ, nó là một quan niệm có khi cũng mới như giáo lý mà tôi đưa ra cho nhóm đệ tử này, và như cái cơ hội đặc biệt này mà tôi muốn cho chư môn đệ nắm lấy. Sự huấn luyện từ trước đến nay vẫn được xúc tiến trên các cõi giới siêu linh mà người đệ tử thường không hay biết gì cả trong trạng thái thức tỉnh. Bây giờ phải nắm vững, sử dụng và làm chủ một cách ý thức trong lúc thức tỉnh và bằng khối óc vật chất. Trong quá khứ, người đệ tử tìm cách thiết lập chung những quan hệ điều hòa với hoàn cảnh bên ngoài. Sự điều hòa vốn là một trong những mãnh lực giải thoát phải được đi trước việc giải tỏa năng lực để sử dụng sau khi điểm đạo. Người ấy thực hành đức kiên nhẫn, khoan dung, năng cứu giúp, phụng sự. Do bởi một phép xử thế đối ngoại chân chính căn cứ trên sự chuyển hướng bên trong và một thái độ tâm linh ngay chính. Nhưng với trào lưu tiến bộ của nhân loại hiện nay, cần có một quan niệm nói. Theo đó, phép xử thế đối ngoại ngay chính nói trên trong kỷ nguyên mới phải đi song đôi với những tương quan nội tại chân chính, được tạo nên một cách ý thức, giữ gìn một cách ý thức bởi khối óc và lý trí của người đệ tử. Bởi vậy, điều này cần có sự hiểu biết chân chính về mối tương quan tập thể tâm linh nội tại của người đệ tử, sự thâm nhập linh hồn vào đời sống bên trong của một bạn đồng môn và sự hỗn hợp đồng loạt
của tất cả những liên thức trên các cõi giới nội tại và ngoại tại trong toàn hệ thống tâm, trí và não bộ của người đệ tử. Điều này cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đó là một trong những lý do chính của sự thành lập nhóm này, có liên quan đến mỗi trường hợp riêng rẽ của mỗi thành viên trong nhóm. Việc ấy sẽ được thực hiện một cách tuần tự và an toàn bằng công phu thiền định tập thể hàng ngày do tôi chỉ định, bằng sự thích thú về vấn đề công tác thần giao cách cảm và bằng một tình thương mật thiết hơn, sâu đậm hơn do tất cả chư môn đệ đều vun bón bảo dưỡng. Có ba điều quan trọng mà mỗi đệ tử nên coi như trách nhiệm cá nhân của mình. Một, quan hệ dễ dàng với tư cách là một thành viên trong nhóm. Mỗi đệ tử cần trau dồi hai khía cạnh của nghệ thuật tương quan vốn căn cứ trên sự hấp dẫn bằng tình thương. A. Quan hệ hay giao tiếp với chân ngã bằng sự điều chỉnh tâm linh và sự thiền định đúng phép. B. Quan hệ giao tiếp với các bạn đồng môn trong nhóm. Điều này đặt nền tảng cho công tác xây dựng và hòa hợp. 2. Vô tư, tôi có thể nói gì hơn về vấn đề này? Chư môn đệ phải tập chấp nhận những ý tưởng hay đề nghị của một bạn đồng môn với một thái độ thản nhiên siêu thoát hoàn toàn và có tập luyện kỹ. Hãy ghi nhận danh từ siêu thoát vì nó là bí quyết của thái độ cần có. Nó là một cái gì khác hẳn với sự thản nhiên bất cần đời, hay thản nhiên do một thái độ lẩn trốn những gì xấu xa, không vui thích. Nó cũng không phải là sự thản nhiên do mặc cảm tự tôn. Đó là sự thản nhiên chấp nhận mọi sự xảy đến, thản nhiên dùng những gì có thể dùng được, học hỏi những gì có thể học hỏi được nhưng không bị dội ngược bởi những phản ứng của phàm ngã. Đó là thái độ bình thường của linh hồn đối với ngoại vật, của chân ngã đối với chân ngã. Đó là sự thoát ly ra khỏi mọi thành kiến chật hẹp, mọi truyền thông của bản ngã, mọi ảnh hưởng hay danh vị. Đó là cái phương thức thoát khỏi thế gian xác thịt và ác quỷ có đề cập đến trong quyển Tân Ước. 3. Tình thương là sự thông cảm bao gồm không chỉ trích, có sức hấp dẫn từ điển và là cái thái độ nó giữ gìn. Sự hòa hợp của nhóm trong công tác tập thể, phát huy, hòa điệu tập thể và không để cho những thái độ tách biệt, phân chia của phàm ngã xen vào làm trở ngại cho công việc chung của toàn nhóm. Quan hệ tương giao, vô tư và tình thương, đó là ba mục tiêu cá nhân mà tôi đặt ra cho mỗi người và cho tất cả chư môn đệ. Những yêu cầu tập thể mà mỗi nhóm đệ tử phải đạt được và giữ gìn với tư cách một nhóm cộng đồng, gồm có như sau. A. Thành tín. Điều này có được là do một sự kết hợp đúng đắn và đề cập tới sự quân bình tế nhị cần được duy trì giữa những thành viên trong nhóm. Cứu cánh sẽ xuất hiện một sự hợp nhất vững vàng kiên cố, không bị rời rạc, lỏng lẻo làm gián đoạn và tương quan tập thể. Điều này sẽ đến nếu mỗi thành viên trong nhóm chỉ cần lo việc của mình và để cho các bạn đồng môn lo việc của họ. Nó sẽ đến nếu mọi người gìn giữ sao cho những sự việc cá nhân, những mối lo nghĩ và những chuyện rắc rối riêng tư của mình được đặt ở ngoài vòng sinh hoạt tập thể. Nó sẽ đến nếu chư môn đệ giữ đừng nói chuyện cùng nhau và đừng đem ra mổ xẻ những việc riêng và những cử chỉ thái độ của mình. Điều này rất quan trọng trong giai đoạn này của công tác tập thể. Điều ấy có nghĩa là nếu có thể giữ gìn được như trên, chư môn đệ sẽ có thể giữ cho tâm hồn mình không bị vướng bận bởi những sự nhỏ nhặt thuộc về sự sống của phàm ngã. Đó có nghĩa là tâm trí sẽ được tự do để phụng sự trong công tác tập thể. B. Đó là khả năng của nhóm để hoạt động như đơn vị. Điều này tùy nơi sự có được một thái độ cá nhân đúng đắn và trong khi làm việc, đạt tới cái khả năng quên hết mọi sự trừ ra công việc phải làm và một tình thương sâu xa đối với bạn đồng môn. C. Thông cảm. Tôi dùng chữ này để chỉ sự hiểu biết của chư môn đệ về công việc phải làm, chứ không phải để nói cái thái độ thông cảm đối với chính mình hay đối với các bạn đồng môn. Điều này có nghĩa là mọi nhóm thi hành công tác đã được chỉ định cho mình một cách khôn ngoan và với tinh thần thông cảm, vì biết rằng công việc ấy góp phần vào cái toàn thể đã có sẵn trong trí của chân sư. Thành tín, hòa hợp, thông cảm, đó là trật tự của công phu tu tập để phát triển tiến bộ. Tất cả các nhóm hoạt động ngoài thế gian trong sự tương quan liên hệ tới những đạo viện của các chân sư sẽ theo vài giai đoạn sơ khởi và cuối cùng trong công việc của họ. Những giai đoạn này sẽ đồng nhất cho tất cả các nhóm, bất luận họ làm những công tác nhất định nào cũng vậy. Như thế sẽ có một sự liên hệ tương quan giữa các nhóm và do đó sẽ có sự củng cố tăng cường cho các nhóm riêng biệt. Giai đoạn thứ ba của công việc phải làm là sẽ đặc biệt khác hẳn nhau ở mỗi nhóm và phải được mỗi nhóm noi theo một cách rành rọt tỉ mỉ. Tôi yêu cầu tất cả các nhóm làm việc dưới sự điều khiển của tôi hãy lo công việc riêng trong nhóm của họ và đừng phê phán nghị luận gì về tính chất của công việc mà các nhóm khác đang làm.